không biết ạ. Đúng là hợp tác có đấy, tôi nhìn phân tên những cây đấy. Nhưng mà trong này nó hoa nó trùng ngoài nó mới thưa. Ở mình nó đưa thưa được có vài cái thôi. Nó nắng của trong này mình nó nắng quá. Nắng lên để gió tây ấy. Trong này thời tiết trong này nó mát mẻ, nó phù hợp. Sông Hương tối mai nhé, đi thuyền trên sông Hương. Tối ngày kia tối mai Ghana dinner đây. À ừ. Đã nắm được lịch trình đi gì cả. Chim của tớ này, chị Phượng này biết này. Chim của tớ đâu kìa, chim bay mất rồi. Con Thoa này mày ngồi đấy kéo ông tôm lên đấy. Đi cùng với cơ quan. Bay rồi. Đi rồi mới biết nước tướng. Có đi không Tình ơi? Diệp ơi. Má quay lại chụp cho kiểu ảnh cho nó đẹp đẹp chứ thế nào. Ba tiền đi song song nhau nè, ba tiền tới mày sẽ đi câu. 17 tháng mình mất đấy. Và chúng ta đang ở đâu? Ta đang ở Hội An. Chúng ta đang ở Hội An. Vâng, trên dòng sông Hội An bây giờ rất là nhiều cái di tích lịch sử. Khu bên này ta là gọi là khu phố cổ. Tất cả những cái nhà trên đây là nếu mà muốn xây dựng đấy là ta phải được cấp phép của di tích lịch sử của nhà nước. Bắt đầu đúng mới được xây dựng, và có muốn dỡ bỏ hay là khai phá một cái gì đó thì bắt buộc là phải xin phép. Đúng rồi, nó phải cho phép. Cho nên là mới cổ mà. Còn những vâng chị Huyền, hôm nay chúng em đi chơi chị Huyền ạ. Thế lại thì ta cũng phải là có một cái phép để làm hay là thêm vẽ một cái gì đó ở trên cái này như thế này. Những hai bên đường này là những cái nhà cổ ngày xưa, cũng là thời thực dân Pháp của ta vào đây. Người ta đây thì đã là có những cái khu phố như thế này. Khu phố này ngày xưa rất là sầm uất. Cái bến đò này là bến đò ngày xưa để buôn bán và giao lưu thương mại nói chung. Khu vực này là sẽ là cái dòng sông sông Nhật này. Thương mại. Hai bên này là có đi đường mới. Bây giờ nó có nhiều cái đổi mới, ngày xưa là phố cổ cái nhà cái mái ngói cổ kính rất là đẹp, nhưng bây giờ người ta đã thay đổi là một phần một số những nhà đã được thay đổi rồi. Không phải là nhưng bây giờ là nếu mà ta đi đây là đi dưới dòng sông thôi. Chúng ta lên trên này và trong khu rất là nhiều những cái nhà cổ, nắm toàn trải nghiệm những cái thời đây là xin giới thiệu, đây là hướng dẫn viên du lịch Vũ Đăng Thiên Hải đến từ Thái Bình.
anh mới được chuyển từ nghề đi tình nghề đi đang ở nghề. Nói chung là bảo rồi các cụ nói rồi mà, xin với chào dòng sông Diêm Hộ mà xin với chào vốn nhỏ thân quen, xa quê ta vẫn xa nhiều mà xa quê ta vẫn thấy yêu quê nhà. Vì căn bản là dòng sông Diêm Hộ không nhìn lại này đấy. Nhìn lại đó quá đang phát này. Chuẩn bị đang đi học đi là quân là gì nhỉ? Đệ tử của Vũ Đăng Thiên Lý. Xin giới thiệu đây là Vũ Đăng Thiên Hải. Đồng Đăng Thiên Hải. Hôm nay 17 anh em chúng tôi là coi như là quê hương quê lúa về với Hội An để coi như là vừa cái thứ nhất là thăm cái cảnh đẹp của Hội An và thăm những cái phố cổ, những cái nhà cổ ngày xưa. Và anh em chúng tôi đang đi trên dòng sông Hồ Hội An. Vâng. Xin chào các đồng chí quê hương của mình nhé. Từ 2 năm trước chỉ đi mất 20.000. Đây giới thiệu các bác, đây là dòng sông Ngòi. Chúng ta đang đi ở trên cái dòng sông Ngòi này để mà trải nghiệm đấy, chúng ta thắp đèn đấy, trên dòng sông. Giờ này sông là những cái lịch sử của dòng sông Ngòi này. Thì ngày xưa đây là một cái dòng sông mà để lưu thương về cái nhất là về cái văn hóa, cái thứ hai là về cái thương mại trên dòng sông này. Anh có biết là có con mùi vị riêng. Cái mùi nước sông này ta phải lếm, nhưng bây giờ ta không lếm được. Để sáng hỏi anh lếm được. Anh có mùi vị riêng. Chị đi với cơ quan bách ạ. Nó bây giờ nó còn bị sẵn đó. Tiêm 4 mũi lắm, lúc còn quên hết, nhớ rồi. Tiêm 4 mũi không biết là tiêm mũi gì nào đâu. Lắm lúc còn toàn gì nữa. Ôi trời ơi, người này còn có kế hoạch là có bao nhiêu là vaccine ta tiêm bấy nhiêu ấy mà cuối cùng có dám tiêm đâu. Đợt đấy may sao mà tiêm có 4 mũi chứ mà ra tiêm 44 44 mà nhân với này 16 thành ra 16 thì có mà nay nằm một chỗ rồi. Thôi vui thôi chứ còn nói chung là đấy thì đây các bác xem xung quanh đây này, anh em nhìn xem đây xung quanh là dặm dừa đấy nhá. Đấy nhìn thấy dặm dừa chưa? Đấy dặm dừa đấy, ở quê em không có dừa. Quê ta không có dặm dừa này đâu. Mất cái dặm dừa ngày xưa rồi đấy. Làm thơ đi, làm thơ đi. Xưa là mình có hàng phi nào. Làm thơ đi. Nói chung là riêng mới điền mình có hàng phi nào. Bên dòng sông có gì đấy. Đang là này à, chưa có này không? Chỉ đi 5 ngày 4 đêm mà. Lộn đò đấy. Lộn đò. À quên. Lộn đầu, quên. Lộn đò. Lộn đò. Lộn đò rồi. Lộn đò rồi. Lộn đò rồi. Anh xem này là cái dãy nhà cổ đây này. Mà nếu mà muốn mà để mà xây dựng hoặc là sửa chữa một cái gì là đều phải là được xin phép và cấp phép của nhà nước. Nếu cái gì không có gì thay đổi là nó vẫn là cổ chứ nó vẫn là cổ, đúng rồi đấy. Nếu không có gì thay đổi nó lại cổ hơn. À. Không có gì thay đổi nó chỉ có cổ chứ không kinh. À, ta quay cái chữ Hội An chào mừng năm mới anh đang ở đấy đấy, nhìn chữ Hội An rồi đấy. Đấy cái chữ đấy rất là kỷ niệm đấy, trên thuyền đấy đấy. À, năm không chỉ đó. Năm nay năm 24 cho nên ta về Hội An. Thế nó là về thì gọi. Vũ Đăng Đồng Hải đang giới thiệu về và gì phố cổ Hội An. Như bác Kiến ơi, bây giờ nếu mà muốn mua mà thả đèn thì nãy trên kia có à? À đây. Nhưng mình không biết, nghe thấy chứ mình biết thì mua cái đèn thả cho nó. Đi gà bóng với thầy mà đi vào bóng quá chứ gà cũng bóng. Bảo muốn chơi thằng thứ hai nhà Giang nó nhắn tin Ninh như thế thì chỉ ngoại để nói thôi. Sợ thật. Cái trên dòng sông này là ngày xưa là rất là nhiều người ấy.